Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyển 11 chương 1 ra ra sinh giữa trời đất, hồi 1. Lại nói Tần Trọng Hải không muốn liên lụy Lưu Vân, một mình cưỡi ngựa bỏ đi, sợ Lưu Vân sẽ dùng mọi cách tìm được mình nên trốn vào sâu trong rừng, để Lưu Vân đi xa mới cưỡi ngựa rời đi. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, cho dù một mình chết trên đường, cũng không thể liên lụy đến bằng hữu cũ, mặc cho Lưu Vân gào thét, hắn cũng không lên tiếng, không đáp lời. Gió bắc thổi căng, trời giá lạnh, tuyết rơi ngày càng dày, tần trọng hải nửa đêm một mình lên đường, trên người hắn thương thế trầm trọng, sốt cao liên tục không lùi, miệng vết thương càng đã sinh mù hư thối, đi được nửa dặm đường, cảm thấy không còn khí lực nữa, gió to thổi mấy lần, suýt nữa thổi ngã ngựa. Hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ ngã khỏi lưng ngựa, nên cởi thắt lưng buộc chặt mình vào ngựa, nhưng tay dùng sức, lại làm gân cốt ở vai hắn đau đớn dày vò, chóng mặt choáng váng. Sinh mệnh đến thời điểm này, đã là đi một bước, tính một bước, có thể sống lâu nhất thời nửa khắc, cũng tính là vận may, bất luận là đi nơi nào, tần trọng hải mặc kệ mình đi đến đâu, chỉ biết rời kinh thành càng xa, cơ hội sống sót của mình càng lớn. Trong cơn mê man, hết dặm này đến dặm khác, Tần Trọng Hải sớm đã hôn mê, không biết mình đang ở đâu. Đi tới đêm khuya, gió trở trời, chỉ làm hắn tỉnh giấc vì lạnh, mở mắt ra đã thấy khắp nơi tối đen như mực, không một vì sao, ngoại trừ gió rít cùng tuyết rơi, không có một bóng người, Tần Trọng Hải híp mắt nhìn thấy con ngựa và mình nương tựa vào nhau mà sống giờ phút này lại ở bên đường ngủ lười biếng như vậy hắn trong lòng mắng khốn nạn nhà ngươi lão tử lưu lạc đến mức này đồ ngựa lưu manh nhà người còn dám hỗn với ta cút cho ta đùi phải đá nhẹ vào bụng ngựa con ngựa lập tức hí lên một tiếng đi lên phía trước tần trọng hải cũng mặc kệ nó đi về đâu chỉ biết rằng tình hình đang căng thẳng nhất định không thể lưu lại khu vực kinh thành để tránh liên lụy đồng môn chỉ là suốt đêm bôn ba trong bụng đói khát không chịu được, liền rỗi tay sờ đến bọc hành lý bên bụng ngựa, hắn tìm được một chiếc bánh màn thầu. Tần Trọng Hải cắn bừa mấy miếng, nhưng tay yếu ớt, chỉ hơi rung một cái, màn thầu đã rơi xuống đất, Tần Trọng Hải bị thương nặng không tìm nhặt được, trong lúc mơ mơ màng màng lại đã hôn mê. Bọn họ đi như vậy mấy ngày mấy đêm mà không chết, Tần Trọng Hải không uống không ăn cũng không xuống ngựa nghỉ ngơi, treo ở trên ngựa như một cái xác không hồn, Năm đó Tây Hạ binh sĩ mặc dù chết ở trên ngựa, nhưng chưa bao giờ ngã xuống mặt đất, nhưng bây giờ Tần Trọng Hải dùng để chạy nạn, cũng coi như là dùng được. Một ngày sáng sớm, Tần Trọng Hải nằm trên lưng ngựa, hơi thở mong manh, mơ hồ nghe thấy tiếng người nói xôn xao, giống như đến chợ, bỗng nhiên hỏi, một người trong số họ đưa tay ra ngăn ngựa lại, hét lên, lão huynh. Người đã chết sao? Tần Trọng Hải bị người nọ lắc mạnh một hồi, mới từ từ tỉnh lại, hắn ngẩng đầu lên, rên rỉ nói, ngươi. Ngươi, là ai? Người nọ nói, ta là ai? Ta còn muốn hỏi ngươi là ai? Tên bệnh lao nhà người muốn đi đâu? Tần Trọng Hải miễn cưỡng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nói, ta. Ta đang ở nơi nào? Người nọ hắc một tiếng, quát, ngươi ở bên bờ Hoàng Hà. Tần Trọng Hải sừng sốt, nói, Hoàng Hà hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy lũ lụt, nước đục chảy về hướng đông, thực sự đã đến bờ Hoàng Hà. Hóa ra người ngăn cản Tần Trọng Hải là một người lái đò, hôm nay nhìn thấy một con ngựa đơn độc đi qua bến phà, lúc này đang không có khách, trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, nhìn kỹ lại, nhìn thấy một người nửa sống nửa chết treo trên lưng ngựa, vội rũi tay ngăn lại, lúc này mới gặp được Tần Trọng Hải. Người nọ thấy Tần Trọng Hải mặt đầy sương gió, hai vai chảy máu, chân trái bị chặt đứt, trong lòng cảm thấy đồng cảm nên hỏi, lão huynh, người bị thương không nhẹ, xuống ngựa nghỉ ngơi được không? Tần trọng hải toàn thân sốt cao, đã muốn ói, chỉ muốn tìm một chỗ ấm áp nằm xuống, nghe được lời này, liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Người nọ cũng không nói chuyện, liền cởi trói cho hắn, quần áo vừa nói ra, tần trọng hải lập tức ngã đập vào trong ngực người nọ người nọ ôm tần trọng hải thấy hắn thương thế trầm trọng như vậy trong lòng cảm thấy kinh hãi người này trọng thương tàn phế như thế nào giữa ngày đông giá rét bôn ba thật là kỳ lạ những người bến đò thấy tần trọng hải dáng người phờ phạc lại mất đi chân trái cũng ghé mắt nhìn tất cả mọi người đều thấp giọng nói chuyện đều suy đoán lại lịch của hắn người nọ ôm tần trọng hải thấy hắn thở dốc không ngừng như có thể chết bất cứ lúc nào nên vội lấy rượu rót vào miệng. Tần Trọng Hải thể chất cường tráng, vượt xa người thường, mặc dù bị thương nhưng vẫn có thể ăn uống, bị cho uống mấy ngụm rượu mạnh, mới từ từ tỉnh lại. Hắn dãy rùa đứng dậy, thở dốc nói, nhiều. Đa tạ nhiều. Người nọ nhíu mày nói, lão huynh bị thương nặng như vậy, có muốn tìm đại phu tới xem không? Tần Trọng Hải biết mình là khâm phạm triều đình, quyết không thể lộ mặt, vì vậy chỉ lắc đầu. Người nọ hừ một tiếng, nói, lão đại đừng cậy mạnh. Nếu không may chết ở chỗ này, vậy đến lúc đó hai ta không thân chẳng quen, đừng hy vọng ta nhặt xác cho ngươi. Lời này tuy rằng khó nghe, nhưng đúng với tình hình thực tế không thể nghi ngờ. Tần Trọng Hải thở dài, nhìn dòng sông cuộn trào, thầm nghĩ, ta hiện tại chết không được, sống cũng không xong, lại là khâm phạm của triều đình, biết phải làm sao đây. Không thể trở về kinh thành, cũng không nên liên lụy bạn cũ, ta. Ta về sau phải làm sao bây giờ? Hắn trong lòng đau xót, cảm thấy tất cả hy vọng đã biến mất, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe, nghĩ tới Phương Tử Kính. Tần Trọng Hải hít một hơi thật sâu, trong lòng sinh ra một ngọn lửa hừng hực, sư phụ. Làm sao ta lại quên sư phụ rồi? Sư phụ ta là phản tặc triều đình còn tên khốn cầu tử Giang Sung kia căn bản không ở trong mắt, trước mắt ta trở thành tiểu phản nghịch, nên tìm người nương tựa. Hắn mấy ngày nay đều mơ mơ màng màng, hơn phân nửa thời gian đều hôn mê, cân não trước sau chưa từng rõ ràng, lúc này vừa thấy Hoàng Hà, tinh thần khôi phục, đã tính toán được hành tung sau này. Tần Trọng Hải bám vào đầu vai người nọ, thở hồn hển thuyền này của ngươi đi đâu? Người nọ nói, bây giờ ta đi Sơn Đông, ngươi muốn lên thuyền sao? Sư phụ của Tần Trọng Hải được xưng là Cửu Châu Kiếm Vương, từ trước đến nay không có chỗ ở cố định, mấy năm nay càng vân du tử hải, hành tung thật mơ hồ, chỉ là khi còn nhỏ cùng sư phụ luyện, từng ở Lan Châu một thời gian, nếu vận khí tốt, cũng có thể gặp được, hắn ho khan một tiếng, nói, có thuyền đi cam túc không? Người nọ ha ha cười, nói, ngươi thật may mắn. Năm nay ấm áp hơn, nước Hoàng Hà còn chưa đóng băng, biết đâu có nhà đò đi hướng này. Tần Trọng Hải từ tay nải tìm ra mấy lượng bạc vụn, nhét vào tay người nọ, nói, làm phiền thay ta hỏi thăm, 50 lượng bạc để đi đường này. Người nọ sừng sốt, nói, 50 lượng. Nhiều như vậy sao? Tần Trọng Hải không còn sức nói chuyện, ngồi bệt xuống đất, tùy ý xua tay, dục hắn đi làm. Có trọng thưởng tất có dũng phu, người nọ đến bến đò hô vài tiếng, không quá lâu sau, liền có nhà đò lại đây thương lượng, Tần Trọng Hải không có sức ra giá, chỉ thấp giọng phân phó, đi Lan Châu, mỗi ngày nấu ba bữa cơm cho ta, 50 lượng bạc. Nhà đò nghe vậy vui mừng, vội vàng nói, được. Được. Thông thường, khi ra khơi làm việc, dù thuyền chất đầy hàng hóa, 20 lượng bạc trắng đã là quá nhiều, Tần Trọng Hải hào phóng như vậy, nhà đò kia tất nhiên là vui mừng quá đỗi, lập tức đưa hắn vào khoang thuyền, chuẩn bị sẵn giường êm cho hắn. Tần Trọng Hải vẫn sốt cao không hạ, không còn quan tâm đến con ngựa mà Lưu Vân đưa cho, nên đưa nó cho người nhiệt tình vừa rồi. Chỉ vì lòng tốt của mình mà người nọ vô cớ nhặt được một món lớn, dối rít cảm ơn, một đường tiễn Tần Trọng Hải vào khoang thuyền, sau đó vẫy tay từ biệt. Tần Trọng Hải trong lúc hoạn nạn có thể gặp được người có tâm nhiệt tình như vậy, vận khí cũng không tỉnh là đã hết. Thời tiết lạnh giá, thuyền xuôi ngược dòng về phía tây, thẳng hướng thiểm tây cam túc xuất phát, liên tiếp ba ngày, Tần Trọng Hải nhờ vào nhà đò lo cơm nước, ven bờ chọn mua dược phẩm, cuối cùng đã qua cơn sốt cao, xem như lấy về một mạng. Hắn từ bên quỷ môn quan nhặt về tánh mạng, nhưng ốm đau dày vò rất nhiều, cơ thể đã gầy đi thấy rõ, mặt cũng đầy dâu, như thể đã thay đổi chính mình. Tần Trọng Hải biết mình đã bị thủng xương tì bà, võ công không còn chút nào, nhưng hắn trời sinh bản chất rất mạnh mẽ, gặp nghịch cảnh này, lại không cúi đầu chấp nhận số phận của mình. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, sẽ ở trong khoang thuyền tập luyện nội công, chỉ là luyện tới luyện lui, trên người vẫn không thể phát ra lực, mỗi lần nội lực đi xuống dưới vai, thân thể lại đau đớn vô cùng, đừng nói đến việc nhấc đao dụng võ kể cả ngày thường gần như chỉ có thể dựa vào khoang thuyền miễn cưỡng đi lại, ngay cả khi ăn tay cũng run rẩy, giống như một người bệnh trúng gió. Nhà đò kia lúc đầu rất ân cần, nhưng thấy hắn tàn phế, dần dần trở nên thờ ơ. Lúc thường ngày kêu to, trăm lần gọi mới đáp được một lần. Tần Trọng Hải nhìn thấy, trong lòng tất nhiên tức giận, nhưng lúc này tay chân vô lực, không còn dũng mãnh như xưa, chỉ biết phó mặc cho người khác. Thuyền xuôi mấy ngày đã gần cuối năm, thuyền lui tới trên sông càng ít, đêm nay đến một chấn nhỏ, thuyền cập bến, Tần Trọng Hải sai nhà đó mua chút đồ ăn và rượu trở về khoang, lấy 10 lượng bạc đi, trở về trả lại chỉ còn 3 văn liền, người lại còn bị bẩn. Tần Trọng Hải không thèm hỏi thêm câu nào, hắn ở ngoài khoang uống rượu, tâm khổ rượu vào, hết sức say lòng người, nhưng mới uống nửa vò rượu liền đã cảm thấy say. Uống đến nửa đêm, tuyết rơi dày đặc, băng trên sông không ngừng va vào thân tàu, phát ra tiếng thùng thùng. Tần Trọng Hải nhìn băng tuyết trên sông lớn, trong lòng sầu muộn vô hạn, nghĩ tới năm ngoái cũng ngày này, chính mình còn là đại tướng quân hộ giá hòa thân, nhìn lúc này cô đơn tịch liêu, không khỏi thở dài. Tần Trọng Hải là người luôn lạc quan yêu đời, dũng cảm hiếu chiến, cả đời chưa từng biết đến chữ, sợ, sông pha chiến trường làm gương cho binh sĩ, tử lầu say như chết, chưa bao giờ từng có yêu phiền. Nhưng mấy tháng nay, hắn lần đầu tiên phát hiện mình cùng phản nghịch triều đình có quan hệ, sau đó lại cuốn vào mưu đồ phản quốc của Lưu Kính, chung đến hôm nay võ công toàn phế, lẻ loi một mình phiêu đãng giang hồ. Nghĩ đến liễu ngang thiên tuổi đã cao, lần này rời khỏi kinh thành, hắn còn chưa kịp nói lời từ biệt, thật sự không biết kiếp này còn có thể gặp lại hay không, hai mắt nhất thời đỏ lên, rốt cuộc kìm nén không được, ngơ ngẩn mà rơi lệ. Tần Trọng Hải nâng bình rượu tùy tiện uống mấy hớp, hai tay yếu ớt run rẩy, mỗi lần nhấp một ngụm, hơn nửa bình tràn ra ngoài. Hắn nhìn Hoàng Hà cuồn cuộn, trong lòng cảm khái, lão tử không biết chạm vào sao thái thuế gì, chưa đầy một tháng đã hủy thành bộ dáng quỷ này, ai? Nghĩ đến tức giận, nhịn không được hét lớn, lão tử khốn khiếp nhà ngươi. Hắn giơ bình rượu lên ném xuống thuyền, nhưng tay hắn yếu, bình rượu kia không đi được xa, cứ thế rơi xuống dọc theo bờ sông. Tần Trọng Hải thấy chính mình vô dụng như vậy, trong lòng lại tức lại hận, chỉ đành về khoang dầu dĩ ngủ. Nước sông vỗ mạn thuyền, Tần Trọng Hải quấn chặt chăn, mở mắt nhìn bong thuyền, ngơ ngác nhìn nơi đó. Không lâu sau, nghe được nhà đò cởi bỏ dây thừng, thân thuyền chậm rãi rời bờ, xuôi về phía giữa sông. Thấy nhà đò ngày thường lười biếng, nhưng tối nay đột nhiên làm việc chăm chỉ, nghĩ đến cuối năm nhà đò này tâm chắc chắn hướng về quê cũ chắc cũng nghĩ mau cho xong đuổi vị khách này đi còn về quê ăn tết cứ nghĩ đến những ngày cuối năm trong lòng lại đau xót tết nào hắn cũng bôn ba nơi khác có khi ở quân doanh có khi ở trên đường chưa từng biết cảm giác xung họp với người thân là như thế nào hắn lắc đầu thầm nghĩ sớm biết như thế hồi đó mình nên tìm một cô nương tốt mà cưới để không phải cô đơn như vậy nhưng giờ bản thân bị cụt chân bị thương nặng suy nhược làm sao còn có nữ nhân muốn gả cho hắn xem ra mệnh đã định là một kẻ cô đơn đang nghĩ ngợi khoang thuyền đột nhiên rung lên giống như bị vật gì va vào lúc này thời tiết rất lạnh băng trôi đầy sông nghĩ đến là hà băng chạm vào thuyền lúc này mới phát ra tiếng vang lớn cũng không kinh động gì nhiều vừa định nhắm mắt ngủ tiếp đột nhiên thuyền rung chuyển tựa hồ có người nhảy lên Tần Trọng Hải chấn động, giờ phút này chợt có người ngoài lên thuyền, nhất định có gian trả. Hắn võ công tuy mất nhưng tri thức vẫn còn, lập tức ngồi dậy nghĩ thầm, không ổn rồi, không nên lên thuyền đen. Lúc này đêm đen gió mạnh, lại ở ngày đông giá rét, nửa đêm có người lên thuyền, tuyệt nhiên không phải là người lương thiện, nhưng đừng là nhà đò cấu kết với đạo phỉ, đại sự sẽ không ổn. Nghĩ đến vẻ mặt ngày thường của nhà đò, Tần Trọng Hải càng thêm lo lắng. Trên khoang thuyền có tiếng động nhẹ nhàng, tần trọng hải chăm chú lắng nghe, phát hiện có rất nhiều tiếng bước chân, có đến bảy tám người đi tới. Biết rằng số phận của mình đang bị đe dọa, tự mình vội vàng bò dậy, tay cầm cương đao, trốn sau đồng đồ vật trong khoang. Chỉ nghe một người nói, Lý Lão Ngũ, người nói con cừu này rất béo, thật hay già. Nhà đò kia cười nói, nói nhảm, vừa ra tay chính là 50 lạng bạc ngươi nói béo bở hay không? Quyển 11 chương 1 gia ra sinh giữa trời đất, hồi 2. Tần trọng hải chợt hiểu ra, thầm nghĩ, con mẹ nó, lão tử ra tay rộng rãi như vậy, chẳng trách sẽ thu hút sát khí. Cái gọi là của cải không lộ ra ngoài, tần trọng hải trên người có mấy trăm ngân phiếu của Lưu Vân đưa cho, coi như là một khoản tiền lớn, thân thể hắn suy yếu, bệnh nặng không dậy nổi, trong mắt người khác làm sao có thể không nghĩ bí quá hóa liều. Tần Trọng Hải trong lòng thầm hối hận, tự trách mình bất cẩn, trách hắn năm đó võ công quá cao, chỉ có hắn tới trêu chọc người khác, làm sao có người dám động thủ trên đầu thái tuế ra. Cũng là như thế này, cuối cùng vào lúc ốm yếu nhất trong cuộc đời, rơi vào tay phường trộm cắp. Trong lúc nguy cấp, suy nghĩ của Tần Trọng Hải thay đổi rõ rệt, chỉ nghĩ tìm điều kế thoát thân, nghĩ Tiền tài chính là vật ngoài thân, lũ tiểu tặc này chỉ ham tiền, không thù không oán với ta, chốc lát giao hết toàn bộ ngân lượng trong người ra, nói không chừng có thể lưu lại một mạng. Hắn run rẩy cởi áo trên xuống, chỉ mặc quần, ý bảo thân không có vật dư thừa, sau đó lấy ra ngân lượng đặt ở trên khoang thuyền. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn thanh đao, không khỏi khẽ thở dài, lúc này hắn đã mất hết võ công, lại nói binh khí cũng vô dụng chỉ là luyện võ nhiều năm, có đao phòng thân, trong lòng kiên định hơn rất nhiều, lập tức giấu đao vào trong đống đồ vật để đề phòng. Có tiếng bước chân, nhà đỏ kia đi vào trước, chợt nhìn thấy Tần Trọng Hải đang ngồi ngay ngắn, không khỏi giật mình, nói, ngươi tỉnh rồi. Tần Trọng Hải cung đao tứ phẩm, cả đời không biết đã từng đánh bao nhiêu trận, trên chiến trường có thể địch vạn quân, chém giết đầu sỏ bên địch, có thể xưng là hổ tướng hiếm thấy trong chiều, giờ phút này hổ lạc bình dương ngoại trừ ngoan ngoãn cúi đầu hắn làm sao có thể sống sót tần trọng hải hờ một tiếng thầm nghĩ đồ khốn nếu như ông nội của ngươi còn có võ công mộng du cũng sẽ giết sạch đám tiểu tặc các ngươi nhưng lúc này tính mạng của hắn treo ở trên tay lời này sao có thể nói ra liền chỉ gật đầu nhà đỏ kia liếc mắt nhìn hắn một cái nói ngươi cởi sạch quần áo làm cái gì Tần Trọng Hải đẩy ngân lượng về phía trước, nói, mọi thứ trên người ta đều ở đây. Các vị đại ca nếu muốn lấy tài sản, cứ thoải mái. Nhà đò kia thấy dị, âm thầm nghĩ, cũng hiểu chuyện đó, đỡ một hồi động tay chân. Khi nói chuyện, rất nhiều đạo phỉ cũng đã tiến khoang. Mọi người thấy hắn cởi áo trên, tự ngồi dưới đất, dường như biết trước mình sẽ bị cướp, cũng đều hết sức ngạc nhiên. Tần Trọng Hải ho khan một tiếng đưa tay chỉ vào ngân phiếu trên mặt đất nói cuối năm đến gần chư vị đêm lạnh tới đây chịu khổ chút tiền này xem như tâm ý của tại hạ cứ việc cầm đi uống rượu nhà đò kia cười nói người rất hào phóng tần trọng hải cười gượng nói tứ hải giai đều là huynh đệ chư vị thiếu tiền tiểu đệ trên người nhiều chút ngân lượng sao có thể độc chiếm một mình còn thỉnh chư vị vui lòng nhận cho nhà đò kia cười lạnh một tiếng đi lên phía trước, cầm ngân phiếu lên bắt đầu đếm, sau một lúc gật đầu nói, tiểu tử này thực sự có tiền, ước chừng mang theo 500 lượng ngân phiếu. Tạc phỉ hai bên mừng rỡ, nói, chúng ta bây giờ phát tài rồi. Thương khách bình thường ra khỏi cửa chỉ cầm hơn trăm lượng, muốn gặp phải dê béo như tần trọng hải thế này, mười lần cũng khó gặp một lần. Mọi người đều nhìn vào ngân phiếu, khóe miệng tươi cười, nghĩ tới đây trong lòng thực vui vẻ tần trọng hải ngồi trong khoang cũng bồi cười gượng hai tiếng mọi người chia xong chiến lợi phẩm bàn bạc nói nên làm gì với tiểu tử này bây giờ thả hắn đi hay ném xuống nước tần trọng hải kinh hãi hắn giờ phút này thân có tàn tật đi lại khó khăn làm sao có thể bơi huống chi bây giờ đang là giữa mùa đông rét đậm nếu ném xuống nước không chết chìm cũng sẽ chết vì lạnh hắn ngày thường dũng khí hùng tráng, giờ phút này cũng luống cuống lên, vội nói, tiểu đệ thân thể không tiện, xin người lái đò có hảo tâm đưa ta lên bờ đi. Hai tên kẻ cắp thấy hắn gãy chân tàn phế, nếu ném vào nước, sợ sẽ hại tính mạng, liền gật đầu nói, đạo cũng có đạo, chúng ta lấy tiền của người khác, không xuống tay hại người, mau đưa hắn lên bờ đi. Nhà đò kia ẩm ừ một tiếng, trở tay sóc khoang mảnh lên, nhưng thấy trên sông sóng gió mãnh liệt, nơi xa sương mù tràn ngập, nếu muốn cập bờ phải tốn rất nhiều sức lực, nghĩ đến thấy thật phiền lòng, hắn trở nên rất lười biếng, lắc đầu nói, người nhà ta đang chờ ta về ăn Tết, không mất công trì hoãn được nữa. Tần Trọng Hải nghe vậy cả kinh, run giọng nói, nhà đò, ngươi. Ngươi lời này là, nhà đò kia cười hắc hắc, chỉ vào cửa khoang nói, gãy chân, niệm ngươi tính tính sảng khoái, để cho ngươi chết toàn thây. Tự mình nhảy xuống nước đi. Tần Trọng Hải giật mình chắp tay cúi đầu nói, đại gia, tại hạ trên người có bệnh, không thể bơi, xin hãy đưa ta lên bờ, ta sẽ ngày đêm thắp hương cầu nguyện cho ngươi, tạ ơn ngươi không giết ta. Nhà đỏ kia ngáp một cái nói, đừng nhiều lời, ai muốn ngươi đốt hương, bái Phật cái gì. Mau nhảy xuống nước cho ta, ta còn đang vội lên đường. Tần Trọng Hải vừa lo vừa giận, thầm nghĩ, hảo tặc tử, tiền tài vừa đến tay, lập tức trở mặt không biết người. Nhà đò kia thấy hắn còn bất động, giờ đao lên đe dọa, người mau đứng lên. Đừng có lê lết ở đây. Tần Trọng Hải thở dài một tiếng, hắn duỗi tay chống đỡ vách khoang, vừa muốn đứng dậy, nhưng dưới vết thương nặng, toàn thân mệt mỏi, choáng váng một hồi không đứng dậy nổi. Nhà đò kia lạnh lùng nói, ngươi mau lên chút ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian tần trọng hải cúi đầu thở dốc chân ta đau quá không đứng dậy nổi nhà đò kia cười lạnh nói tối hôm qua ta thấy ngươi đi ra đuôi thuyền tại sao không đứng dậy nổi đừng giả bộ chết vừa nói hắn vừa chân đá vào mông tần trọng hải thần thái cực kỳ kiêu ngạo tần trọng hải vốn dĩ muốn yên lặng chờ chết nhưng lúc này bị đá một cái Hắn không khỏi cuồng nộ, tức giận quay đầu lại, trừng mắt nhìn thẳng vào nhà đỏ kia. Nhà đỏ kia nhìn thấy ánh mắt hắn đầy sát khí cùng với hình xăm mãnh hổ sau lưng, không khỏi tâm sinh khiếp đảm, nhưng nghĩ lại, người này dù có hung ác hung ác đến đâu cũng chỉ là một kẻ tàn phế, tại sao phải sợ hắn? Thoáng chốc quát, "Tiểu tử ngươi dám nhìn chằm chằm ông nội?" Muốn chết sao? Một bạt tai trúng vào má Tần Trọng Hải, làm cho hắn ngã xuống đất. Tần Trọng Hải tuy là dạng người co được giãn được, nhưng trong đời làm sao có thể để người khác coi thường như vậy? Sau vài lần bị lăng mạ, đau đớn cùng hận thù trong lòng nhất thời gây ra đủ loại bi ai oán hận, hắn tức giận đến toàn thân phát run, thầm nghĩ, các ngươi muốn giết muốn cướp, lão tử đều có thể đối phó, nhưng các ngươi lại cuồng bội như vậy, biến ta trở thành cái gì? Bà nội nhà ngươi, nếu như tần trọng hải ta không giết một hai người trong số các ngươi, ta sẽ nuốt không trôi bát canh mạnh bà. Ánh mắt bừng lên lửa giận ngùn ngụt, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy. Nhà đò kia cho rằng hắn sợ hãi quá nên quát, phế vật. Ngươi còn không bò lên nữa thì đừng trách ông nội đánh ngươi. Tần trọng hải bò trên mặt đất, không đáp lời. Nhà đó mắng vài câu, sau đó từ sau khoang lấy một cây gậy, đánh tần trọng hải một trận thô bạo, quát, phế nhân mau bò ra ngoài cho ta tần trọng hải cúi đầu bị đánh coi như chính mình đã chết không để ý tới đám thổ phỉ thấy hai người dây dưa nóng ruột thúc giục ngươi làm gì thế một đao không giết chết được một thằng què cũng không giải quyết được nhà đò kia cãi lại nói con mẹ nói lát nữa khoang thuyền sẽ đầy máu ngươi tới rửa cho ta đám thổ phỉ nghe hắn nói lười biếng nhịn không được phỉ nhổ, mắng, tiểu tử ngươi vừa lười vừa độc ác, còn không thể làm thổ phỉ, mẹ kiếp. Mọi người vừa chửi bới vừa đi ra khỏi khoang thuyền, cũng không thèm để ý. Nhà đò kia bị đồng bọn chế giễu vừa xấu hổ vừa tức giận, dồn hết lửa giận vào tần trọng hải, giờ gậy đánh mạnh, quát lớn, con heo mập chết tiệt. Mau bỏ ra ngoài cho ta. Tần trọng hải ôm mặt lăn lộn trên mặt đất, đột nhiên bị một gậy đánh vào đầu, Tần Trọng Hải kêu thảm một tiếng, ngất đi. Nhà đỏ kia ném cây gậy gỗ xuống, cao mày nói, thảm thật, này là đánh chết người rồi, phải chuyển hắn ra ngoài. Hắn trời sinh tính lười nhác, mắt thấy Tần Trọng Hải thân hình cao tráng, cố gắng hết sức, nhất thời thở ngắn than dài, đặt hai tay dưới nách Tần Trọng Hải, liều mạng kéo, chỉ là Tần Trọng Hải thực sự cao lớn. Nhà đỏ kia đi được mấy bước đã thở không ra hơi dùng hết sức cũng không nhúc nhích được. Nhà đỏ kia lau mồ hôi trên chán, cúi người xuống, cõng tần trọng hải lên, chửi, con lợn chết, toàn thân mập mạp, sao lại to lớn như vậy. Nhà đỏ kia đang cúi đầu oán trách, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng cười lạnh, nói, tên tặc tử khốn kiếp. Lão tử ta sinh ra cường hãn như vậy, chính là muốn thưởng cho ngươi một đau Nhà đỏ kia vội vàng quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Tần Trọng Hải nằm ngửa, hai tay cầm đao, mắt hổ trợn trừng, thần thái sát khí hung ác, nhà đò kia sợ hết hồn, lúc đó mới biết Tần Trọng Hải giả vờ bất tỉnh, đang muốn xin khoan dung, Tần Trọng Hải đã cầm trụ cương đao, liều mạng đâm xuống, chuôi đao ép xuống, máu văng khắp nơi, lục phủ nội tạng của nhà đò kia bị đâm thủng, chết thảm tại chỗ, cùng Tần Trọng Hải ngã xuống đất. Tần Trọng Hải trong mắt còn hiện lên vẻ hung ác, cười lạnh nói, tên xúc vật, hôm nay ta cho ngươi xem chân chính ma đầu là thế nào. Nói rồi vươn đầu lưỡi, liếm máu tươi trên tay, giống như lệ quỷ lấy mạng. Bọn thổ phỉ đợi một lúc không thấy nhà đỏ kia đi ra, trong lòng thấy kỳ quái kêu lên, lý lão ngũ. Mọi người đều không có thời gian rảnh ở cùng ngươi, mau ra đây. Gọi vài tiếng không thấy ai trả lời, đám thổ phỉ cầm đao đi vào khoang, kiểm tra xem thế nào. Khi mọi người đi vào trong khoang thấy Tần Trọng Hải và nhà đò kia đang nằm đối diện nhau, cả hai không cử động, như thể đang ngủ. Đám thổ phỉ trong lòng buồn bực, không biết Lý Lão Ngũ đang dở trò bí ẩn gì. Một người nói, Lão Ngũ, người không phải muốn ném hắn xuống nước sao? Sao còn ngủ như vậy? Gọi hai lần, thấy hai người đều không có động tĩnh, một tên đạo tặc cao to cường tráng đi tới, ngồi xổm ở giữa hai người họ, dựng thẳng nhà đò lên, Lý Lão Ngũ. Mau đứng dậy. Lúc này mọi người thấy được rõ ràng, khuôn mặt của nhà đò hướng lên trên, trên người tràn đầy máu tươi, đã chết rồi. Tên đạo tặc cao to cường tráng sừng sốt, còn không có nghĩ kỹ sao lại thế này. Bỗng dưng tần trọng hải ngồi dậy, đâm vào ngực hắn, tuy rằng nhát đao lực yếu nhưng vị trí lại rất chuẩn. Từ hai xương sườn đâm xuyên vào ngực, trên tay không cần cố sức, có thể đâm vào tim, Điều này hoàn toàn khó thực hiện nếu không có nhiều năm đao pháp căn cơ. Đạo Tặc kia muốn hét lên, lại không có tiếng động, hai tay múa may vài cái, liền tự té ngã trên đất. Bọn thổ phỉ chấn động, đồng loạt hét lên, tiểu Tặc giết người. Liên tiếp hai gã đồng bọn đã chết, bọn thổ phỉ vừa kinh ngạc vừa tức giận, muốn rút đao bên hông ra đối phó. Tần Trọng Hải mặc dù mất đi võ công nhưng phản ứng vẫn rất nhanh. Hắn thấy mọi người khẽ nhúc nhích thân mình, lập tức lăn ngã xuống đất, tự biết tay đôi không thể ngăn địch, liền ngậm đao trước miệng, nhìn chằm chằm lũ thổ phỉ như chó dữ. Bọn thổ phỉ nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của hắn, thầm sợ hãi, một tên lấy hết can đảm hét lên, "Mọi người, giết đi." Tiếng la hét từ tứ phía, mọi người rút đao ra hướng bổ tới Tần Trọng Hải, Tần Trọng Hải đỏ mắt muốn giết lập tức ngậm đao trong miệng lao về phía nhóm thổ phỉ như một con chó hoang. Một người tức giận nói, người què còn dám làm càn. Trong cơn tức giận, vùng đao muốn giết chết Tần Trọng Hải, chỉ là trong khoang thuyền địa thế hẹp, người nọ võ nghệ thấp kém, xuất đao thế quá lớn, đao chém trúng khoang thuyền. Tần Trọng Hải thấy bắt được cơ hội, lăn dưới mặt đất đánh thẳng vào đùi tên tặc tử kia, người nọ không giữ được trọng tâm, ngã xuống ngay lập tức. Tần Trọng Hải lao tới, húc đầu gối phải vào thắt lưng Tặc Tử, cắn chặt chuôi đao, dùng sức cứa vào cổ họng Tặc Tử kia. Giữa tiếng gào thảm thiết của người kia, máu bắn tung tóe khắp khoang thuyền, lại một tên thổ phỉ mất mạng tại chỗ. Cả bọn thổ phỉ vừa sợ vừa giận, đồng loạt giơ đao lên chém, Tần Trọng Hải thuận thế lăn dưới gầm bàn, hắn chỉ còn một chân, nhưng cái chân này còn nguyên vẹn, chính là tứ chi còn dùng được hắn điên cuồng gầm lên, dùng chân phải đá ra ngoài, đá văng ngọn đèn dầu trên bàn, ngọn đèn rơi xuống tạp vật phía trên, lập tức bốc cháy, ngọn lửa lan rộng, trong nháy mắt lan đến thân thuyền, bọn thổ phỉ kinh hãi, vội vàng rút lui về phía sau. Tần trọng hải bò trên mặt đất với một con đao thép trong miệng, quay đầu nhìn chằm chằm vào bọn thổ phỉ, không ngừng gầm gừ như một con thú hoang. Bọn thổ phỉ thấy hắn cúi người nằm sấp xuống đất, toàn thân tắm máu, trên lưng có một hình xăm dữ tợn đáng sợ, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, cả kinh nói, đây là quỷ A. Trong sự sợ hãi chạy thẳng ra khỏi khoang thuyền, tần trọng hải ba chi bò, một đường đuổi tới cửa khoang, lúc này cửa khoang đã bị ngọn lửa chặn lại, đã lấp kín đường đi, tần trọng hải cũng không có cách nào đuổi theo, vài tên đạo tặc thấy hắn dừng bước, nào còn dám ham chiến. Chỉ lo lên thuyền nhổ neo, chạy chối chết rất nhiều, thậm chí không quan tâm đến thi thể của đồng bọn. Xương tỳ bà bị đâm thủng, chân trái bị tra tấn dã man, tứ chi phế một còn ba, nhưng Tần Trọng Hải dựa vào sự điên cuồng không muốn sống của mình, đã giết được ba tên đạo tặc chôn cùng, hắn buông lòng miệng, thả đao ra, người bê bết máu, hắn không nhịn được cười ha ha, hét lớn, tới đây. Lại đây, các người này giúp gian thần tặc tử, sao không tới giết ta đi? Ha ha! Ha ha! Thân thuyền bốc cháy, ngọn lửa không thể vãn hồi, trong giây lát liền đã đốt tới trước mắt. Tần Trọng Hải lúc này điên cuồng, thoáng chốc cuồng tiếu nói, lão tử tính như đã chết, cũng sẽ chết ở Hoàng Hà, tuyệt đối sẽ không chết cùng một chỗ với tiểu tặc các ngươi. Giữa tiếng giống giận, hắn ngẩng đầu đập vào khoang thuyền, trên chán máu chảy ròng ròng, vách gỗ lại không có pha vỡ, Tần Trọng Hải cuồng hét một tiếng, một lần nữa dùng sức đập vào với một tiếng vang lớn vách gỗ thổng ra một lỗ lớn thân mình chúi về phía trước rơi thẳng xuống sông đêm đông lạnh giá xung quanh không nhìn thấy gì nước sông lạnh như băng tần trọng hải ngâm mình trong nước sông toàn thân phát run hô hấp càng thêm không tự chủ được mà dồn dập trong giây lát cảm giác chết lặng dồn đến giắt eo nước sông đánh tới thân thể nổi lên tần trọng hải biết hắn sẽ chết trong giây lát hoặc chết đuối hoặc chết cóng, nhưng không hiểu sao chỉ cảm thấy một cảm giác bình yên trong lòng. Hắn nhìn lên đầy trời đầy sao, hồi tưởng cuộc đời này, tuy không thể xưng là anh hùng vô địch, nhưng cũng là xuất sắc phân trần, thật sự thống khoái. Hắn ẩm ý điên cuồng gào thét, thoáng chốc khơi dậy lòng can đảm của người anh hùng, cao giọng hát lớn. Gia Gia sinh ra giữa trời đất, giết tặc giết quan chơi với cuộc sống. Diêm vương đại đế làm khó dễ được ta. Quan âm Bồ Tát thì sao? Khó nhịn thế gian vô nghĩa, chỉ vì cuộc đời tính tình cương. Nhấc đao tùy ý giết, Minh Triều liền chết thì đã sao? Tần Trọng Hải cười lớn, ầm ý hô to nói, Ngọc Hoàng đại đế ngươi xem. Lão tử Tần Trọng Hải tới rồi. Nước sông phiêu đãng, Tần Trọng Hải nước chảy bèo trôi, chỉ cảm thấy thân mình càng ngày càng lạnh, Hắn tự biết khó có thể chống đỡ, liền chậm rãi nhắm mắt lại, chậm đợi tử thần đến. Đang sắp hôn mê, một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, cuốn hắn lên không trung, Tần Trọng Hải nhắm chặt hai mắt, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười, ông trời xem ta không vừa mắt, trước khi chết còn phải cho ta nếm mùi đau khổ. Nghĩ đến đây, thân mình từ giữa không trung rơi xuống, cảm thấy toàn thân đau đớn, dường như đã ngã xuống đất, Tần Trọng Hải cả kinh hắn đang ở giữa sông làm sao có thể đột nhiên tới bờ chẳng lẽ đã tới đáy long cung hắn mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trên một tảng băng tần trọng hải ngửa mặt lên trời cười to ông trời ngươi không cho ta chết có phải hay không chẳng lẽ ngươi vận mệnh chú định con mẹ nó ý trời còn muốn cho ta là một phen đại sự nghiệp sao ha 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 hắn cười đến vui vẻ nhưng hai hàng nước mắt lại lan dài trên má. Gió lạnh đánh úp lại, tần trọng hải trên biển thân trần trụi, liền đánh dùng mình, chậm rãi buồn ngủ. Hắn biết nếu lúc này mà ngủ thì sẽ chết trên khúc sông dài này, nhưng hắn lòng tràn đầy đều là ý niệm từ bỏ chính mình, hoàn toàn không để ý đến chuyện của Minh Triều. Hắn hừ một tiếng, tự nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ chuyện hay muốn kênh thuật hiện